thưa quý vị và các bạn, theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin chính đáng chú ý sau đây. Tập huấn về công tác đảm bảo an toàn trường học. Phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công tại Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 23 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện Khoa học An toàn Việt Nam Tổ chức tập huấn công tác đảm bảo an toàn trường học năm 2024 tham gia khóa tập huấn các cán bộ chuyên viên sở giáo dục và đào tạo phòng giáo dục và đào tạo các huyện thị xã thành phố lãnh đạo các trường trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh thanh hóa đã được chuyên gia của viện khoa học an toàn việt nam phổ biến các nội dung về đảm bảo an toàn trường học như phòng chống tai nạn thương tích phòng chống cháy thoát hiểm trong đám cháy phòng chống bắt cóc xâm hại bạo lực học đường an toàn trên không gian mạng và một số nội dung cơ bản liên quan đến y tế trường học qua đó, góp phần tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục đối với đảm bảo an toàn trong trường học, đồng thời giúp nâng cao nhận thức trách nhiệm năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên trong việc hướng dẫn cho trẻ em, học sinh những kiến thức kỹ năng về phòng tránh tai nạn thương tích, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu đối với tai nạn thương tích thường gặp ở học sinh cũng như vận dụng xử lý các tình huống có thể xảy ra, góp phần bảo đảm an toàn trường học. Với chủ đề Ngọn lửa hy vọng Đêm nhạc ngoài trời do bệnh viện ung bướu tỉnh Thanh Hóa phối hợp với nhà tài trợ tổ chức đã góp phần truyền thêm niềm tin và khát vọng sống cho các bệnh nhân ung thư. Đêm nhạc được tổ chức trong khuôn viên của bệnh viện ung bướu tỉnh Thanh Hóa. Tại chương trình, các ca sĩ, nghệ sĩ, nhân viên y tế và bệnh nhân đã thể hiện các ca khúc về tình người, tình cảm gia đình, quê hương đất nước và nghị lực vươn lên, niềm tin yêu trong cuộc sống. Chương trình hôm nay thì đối với những bệnh nhân tôi thì là những người bệnh nhân thì đã được thắp sáng trái vào trái tim tôi để tôi quyết tâm để cùng hợp tác với y bác sĩ để chiến thắng bệnh tật. Đêm nhạc ngọn lửa hy vọng đã kết nối yêu thương, xoa dịu phần nào những đau đớn khó khăn của các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Ung biếu tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời chia sẻ, động viên, khích lệ, thắp lên niềm hy vọng, sự lạc quan cho các bệnh nhân ung thư để họ vững vàng hơn trong cuộc chiến chống lại căn bệnh hiểm nghèo. Ngày 23 tháng 3, tại di tích chùa Xuân Áng, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Lộc đã bế giảng hai lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 79 học viên là các quần chúng ưu tú thuộc các đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong huyện và học sinh trường Trung học phổ thông Vĩnh Lộc, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên. Trong thời gian 7 ngày, học viên đã được học tập nghiên cứu các bài học do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn gồm Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới, Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Trong đó, 9,2% học viên được xếp loại khá giỏi. Trong 3 tháng đầu năm 2024, Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Lộc đã bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 212 học viên. Sáng nay ngày 23 tháng 3, các đơn vị đoàn cơ sở trực thuộc đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức giải bóng đá thanh niên chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024. Tham gia giải bóng đá có 6 đội bóng đến từ 6 đơn vị đoàn cơ sở trực thuộc đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa gồm cục hải quan Thanh Hóa, cục thuế Thanh Hóa, kho bạc nhà nước tỉnh, cục quản lý thị trường Thanh Hóa, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuốc lá Thanh Hóa và công ty cổ phần bến đường Lam Sơn. Các đội bốc thăm chia cặp thi đấu, mỗi đội sẽ đấu hai trận để chọn ra đội đạt giải nhất, nhì và ba. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đồng thời là dịp để các cán bộ, đoàn viên thanh niên, các tổ chức đoàn cơ sở trực thuộc đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết và góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe trong đoàn viên thanh niên. Thưa quý vị, thưa các bạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu từ năm 2021 đến năm 2026, mỗi năm vận động hỗ trợ thêm ít nhất 2.800 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình 503 sạch đăng ký và thực hiện một công trình phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, hỗ trợ từ 3 đến 5 gia đình hội viên phụ nữ thoát nghèo, cận nghèo. Đến nay, ở hầu hết các địa phương trong tỉnh, các cấp hội phụ nữ đều đã xây dựng được mô hình phù hợp, hiệu quả. Điển hình trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới của các cấp hội phụ nữ Thanh Hóa là tham gia bảo vệ môi trường. Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã phát động chiến dịch gia quân tổng vệ sinh môi trường, hưởng ứng tháng hành động về môi trường, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, giao chỉ tiêu các mô hình phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới cho từng cơ sở hội. Xác định nhiệm vụ phụ nữ tham gia làm đẹp cảnh quan môi trường là một nhiệm vụ chính trị của chị em phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy mà hàng năm thì hội phụ nữ huyện đã giao chỉ tiêu về việc trồng đường cây, đường hoa, số lượng cây trồng, số km cây và các mô hình cụ thể để chị em phụ nữ trên địa bàn các xã thị trấn xác định nhiệm vụ và có định hướng trong việc tổ chức thực hiện. Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, các cấp hội phụ nữ Thanh Hóa đã phối hợp đào tạo nghề cho trên 5.000 hội viên phụ nữ mỗi năm. Sau học nghề, 80% trở lên được giới thiệu việc làm hoặc tự tạo việc làm có thu nhập ổn định. Đến nay, phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã tham gia xây dựng được hàng nghìn km đường hoa, hàng rào xanh đường tranh bích họa. Có hơn 633.000 hộ đạt 8 tiêu chí 503 sạch, năm có 3 sạch. Trong năm 2023, các cấp hội đã thực hiện 1.260 phần việc hoạt động gắn với bảo vệ môi trường, giúp 2.820 hộ phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo, vượt chỉ tiêu đề ra. Vốn đầu tư công là nguồn lực quan trọng, đóng vai trò chủ chốt và là vốn mồi để thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, hàng năm Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đều chú trọng đến việc phân bổ nguồn vốn vừa đảm bảo sớm vừa đúng trọng tâm trọng điểm, đảm bảo nguồn vốn sớm được phát huy hiệu quả. Việc Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa sớm phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm đã tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư địa phương đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đặc biệt là thuận lợi cho các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan trong giải ngân vốn sớm, góp phần đưa dòng vốn đi nhanh vào xã hội, đảm bảo nguồn lực tài chính cho chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện dự án theo kế hoạch. Tính đến hết ngày 15 tháng 3, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 của tỉnh Thanh Hóa ước đạt gần 1.971 tỷ đồng, bằng 16,2% kế hoạch, cao gần gấp 2 lần bình quân chung cả nước. Việc bố trí nguồn vốn khoa học hợp lý không chỉ thúc đẩy quá trình giải ngân vốn đầu tư công mà còn góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư lớn vào các khu công nghiệp, khu du lịch nâng cao năng lực vận tải, lưu thông hàng hóa và giao lưu kinh tế xã hội, từng bước cải thiện đời sống vật chất tinh thần của người dân, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Trong những ngày vừa qua, Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên Thanh Hóa đã phối hợp với các tổ chức cơ sở đoàn và các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức chương trình Ngày hội việc làm tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh và giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên. Từ đầu năm 2024 đến nay, Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm Thanh niên Thanh Hóa đã phối hợp với các huyện đoàn và trường học trên địa bàn tỉnh, tổ chức được 3 ngày hội việc làm, 6 buổi tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tổ chức nhiều buổi tư vấn giới thiệu việc làm, chương trình du học nghề và xuất khẩu lao động, thu hút sự tham gia của hơn 10.000 đoàn viên thanh niên học sinh. Ngoài ra, trung tâm còn phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp cho lĩnh vực đào tạo du học nghề và xuất khẩu lao động, trao tặng hàng trăm xuất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên cho học tập, tặng hàng trăm xuất học bổng cho các đoàn viên thanh niên khi đăng ký tham gia chương trình du học nghề tại nước ngoài. Theo kế hoạch, trong năm nay, Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên thanh hóa sẽ tổ chức 35 hoạt động hướng nghiệp và tư vấn xuất khẩu lao động, thu hút sự tham gia của 30.000 đoàn viên, thanh niên và học sinh trên địa bàn tỉnh. Tại thị xã Nghi Sơn những năm gần đây đã xuất hiện nhiều bãi tập kết kinh doanh vật liệu không phép gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng, vệ sinh môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Chỉ riêng tại xã Tùng Lâm thị xã Nghi Sơn đã có đến 3 bãi tập kết không phép đang ngang nhiên hoạt động ngay sát quốc lộ 1A. Ngoài ra, còn có nhiều bãi tập kết không phép không đảm bảo các điều kiện an toàn đang hoạt động trên địa bàn các phường xã khác của thị xã Nghi Sơn, kèm theo đó là rất nhiều hệ lụy. Nghi Sơn là địa bàn hiện có nhiều dự án đầu tư xây dựng đang được triển khai, nhu cầu về vật liệu xây dựng là rất lớn. Vì vậy, nếu chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng không có biện pháp quyết liệt để chấn chỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thì tình trạng hoạt động của các bãi tập kết không phép vẫn sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và đời sống của nhân dân. Cùng với đó, cần tăng cường công tác quản lý và cấp phép bãi tập kết theo đúng quy định, nghiên cứu bổ sung thêm các bãi tập kết phù hợp với quy hoạch đủ điều kiện an toàn để đáp ứng nhu cầu thực tế. Bản tin cuối ngày của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.